Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Ngày 4 tháng 9, tại thôn Bình 2, xã Nghĩa Trụ, Tòa nhân dân huyện Văn Giang xét xử sơ thẩm công khai lưu động hai vụ án hình sự. Vụ án thứ nhất vào ngày 25 tháng 1 năm 2024 tại phòng trọ ở thôn 14, xã Nghĩa Trụ, Lù Giao Đạt và Nguyễn Văn Đông đã hai lần bán chất ma túy loại heroin cho Nguyễn Xuân Thành, một lần bán một gói với giá 100.000 đồng và Thành đã sử dụng hết. Lần hai bán 5 gói với tổng trọng lượng 0,087 gram với giá 500.000 đồng. Sau đó, Thành mang 5 gói heroin trên bán lại cho Lò Văn Tuân. Tuân mang số heroin trên đi sử dụng nhưng chưa kịp sử dụng thì bị phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, Đạt còn cất giấu trong phòng trọ của mình 4 gói heroin khác có tổng trọng lượng 0,056 gram với mục đích để bán cho người khác. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Văn Đông 8 năm 6 tháng tù, Lù Giao Đạt 8 năm tù và Nguyễn Xuân Thành 7 năm 3 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Xử phạt bị cáo Lò Văn Tuân 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ án thứ hai vào ngày 1 tháng 5 năm 2024, tại khu ký túc xá Đại An 4, xã Nghĩa Trụ, Hoàng Ngọc Anh có hành vi bán trái phép 2 tép ma túy loại heroin với số tiền 200.000 đồng và tiếp tục cất giấu tại chỗ ở của mình 0,252 gram ma túy heroin, mục đích bán cho người khác để kiếm lời. Trương Văn Phong cũng cất giấu trên người 0,801 gram ma túy loại heroin, mục đích bán cho người khác kiếm lời, nhưng cả hai đều chưa bán được thì bị lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện, lập biên bản thu giữ toàn bộ số ma túy và các đồ vật liên quan. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Ngọc Anh 2 năm 9 tháng tù và Trương Văn Phong 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 4 tháng 9, Tòa nhân dân thành phố Hà Nội kết thúc phiên xét xử vụ đấu giá đất xảy ra tại huyện Đông Anh, Hà Nội. Theo đó, phiên tòa xét xử nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimdimac cùng các bị cáo liên quan. Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Loan, nguyên chủ tịch tập đoàn dược phẩm Vimdimac 36 tháng tù và phạt bổ sung 40 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước vì tội vi phạm quy định về đấu giá tài sản. Cùng với tội danh trên, Nguyễn Quang Hưng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thanh Trì, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Vimdimac bị tuyên phạt 18 tháng tù, hưởng án treo. Tạ Thị Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc Từ Liêm bị tuyên phạt 15 tháng tù, hưởng án treo. Nguyễn Xuân Đức, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dược phẩm Vimdimac 2 bị tuyên phạt 15 tháng tù, hưởng án treo. Nguyễn Thị Diệu Linh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, viết tắt là Công ty VVAI, bị tuyên phạt 24 tháng tù, hưởng án treo. Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Công ty VVAI, bị tuyên phạt 15 tháng tù, hưởng án treo. Và Nguyễn Đức Phương, Thẩm định viên Công ty VVAI, bị tuyên phạt 15 tháng tù, hưởng án treo. Trần Công Tuyên, Trưởng phòng Quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội bị tuyên phạt 24 tháng tù, hưởng án treo. Vương Thị Thu Thủy, chuyên viên Ban Quản lý dự án huyện Đông Anh bị áp dụng 15 tháng tù, hưởng án treo. Nhóm bị cáo bị xác định phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm Bùi Thanh Huyền, nguyên phó chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị tuyên phạt 36 tháng tù, hưởng án treo. Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội bị tuyên phạt 30 tháng tù, hưởng án treo. Theo nhận định của hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Thị Loan có nhiều lời khai ở nhiều thời điểm khác nhau. Việc các luật sư cho rằng biên bản ghi lời khai của bị cáo có sự cắt ghép là không có cơ sở trong quá trình định giá đất đối với khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, Đông Anh, Hà Nội. Các bị cáo đã không định giá đất khách quan mà hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế. Gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng một mét vuông. Việc này gây hậu quả làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá, công ty của bị cáo Loan thông đồng dìm giá và chúng đấu giá với giá trị thấp gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng.
Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, gây thiệt hại cho nhà nước nên cần có bản án nghiêm khắc phù hợp với hành vi phạm tội của từng bị cáo. Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D, địa chỉ thôn Tân An, xã Suối Bạc, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên, thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt. Sau 4 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử tuyên án phạt tù đối với 10 bị cáo trong vụ án này. Bị cáo Ngô Thị Thu Hằng, sinh năm 1976, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Đăng kiểm Bách Việt, 17 năm tù. Bị cáo Phan Đình Thám, sinh năm 1972, Tổng Giám đốc Công ty, 15 năm tù. Bị cáo Phan Trung Hiếu, sinh năm 1976, Phó Giám đốc Công ty, 10 năm tù. Các bị cáo Lê Tự Trị, sinh năm 1972, đăng kiểm viên, nguyên giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 7802D, 6 năm tù. Nguyễn Châu Kim Long, sinh năm 1984, đăng kiểm viên, nguyên giám đốc trung tâm 7 năm tù. Phạm Xuân Hưng, sinh năm 1991, đăng kiểm viên, nguyên giám đốc trung tâm 7 năm tù. Võ Quốc Nhiên, sinh năm 1995, đăng kiểm viên trung tâm 7 năm tù. Trần Quốc Bảo, sinh năm 1998, nhân viên trung tâm 5 năm tù. Hai bị cáo Nguyễn Thị Phấn, sinh năm 1986, thủ quỹ công ty, và Nguyễn Thị Mỹ Hiền, sinh năm 1988, kế toán công ty, cũng nhận mức án 2 năm 6 tháng tù. Ngoài bị phạt tù nêu trên, các bị cáo còn bị phạt tiền bổ sung với mức từ 30 đến 80 triệu đồng và cấm đảm nhiệm có thời hạn các chức vụ liên quan. Theo cáo trạng, từ ngày 12 tháng 10 năm 2020 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022, Ngô Thị Thu Hằng, Phan Đình Thám, Phan Trung Hiếu, Lê Tự Trị, Nguyễn Châu Kim Long, Phạm Sơn Hưng, Võ Quốc Nhiên, Trần Quốc Bảo, Nguyễn Thị Phấn, Nguyễn Thị Mỹ Hiền và Phạm Văn Hoàn, sinh năm 1987, nhân viên trung tâm, đã bàn bạc thống nhất nhận tiền của chủ xe, lái xe để bỏ qua các lỗi vi phạm của phương tiện khi kiểm định, ký cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D. Thời gian này, có trên 6.200 phương tiện xe cơ giới với trên 13.700 lượt thực hiện đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D. Khi kiểm tra phát hiện các phương tiện xe cơ giới có khiếm khuyết, hư hỏng quan trọng, nguy hiểm, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, các đối tượng gặp chủ xe, lái xe thông báo và gợi ý, đề nghị đưa thêm tiền không cần mang xe đi sửa chữa mà được bỏ qua lỗi để cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định. Số tiền các chủ xe, lái xe phải đưa thêm từ 100.000 đồng đến 400.000 đồng đối với các lỗi liên quan đến đèn, phanh, lốp, khí thải, từ 1 triệu đến 3 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi cơi nới thùng xe, gắn thêm tời kéo, độ thêm cầu xe. Tổng cộng số tiền Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D đã nhận được của các chủ xe, lái xe hơn 5,3 tỷ đồng. Theo tỷ lệ ăn chia đã thỏa thuận, Ngô Thị Thu Hằng nhận hơn 4,1 tỷ đồng, số tiền còn lại được Hằng chia cho các đối tượng từ 28 triệu đồng đến 257 triệu đồng một người. Riêng Phan Đình Thám nhận tiền lương hàng tháng và chi phí sinh hoạt hàng ngày do Ngô Thị Thu Hằng trả, trong đó có từ nguồn tiền Hằng được chia. Sau khi bị khởi tố, các bị can trong vụ án này đã nộp lại đầy đủ số tiền thu lợi bất chính để khắc phục hậu quả. Trước đó, vào tháng 3 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố vụ án và khởi tố 11 bị can về tội nhận hối lộ theo Điều 354 Bộ Luật Hình sự xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 7802D. Riêng bị can Phạm Văn Hoàn đã bỏ trốn nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh ra quyết định truy nã và tách vụ án hình sự đối với hành vi của bị can này để tiếp tục điều tra truy bắt. Thời gian gần đây, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội liên tục gia tăng với nhiều phương thức thủ đoạn mới. Các đường dây tội phạm cũng dần được lộ diện bóc trần. Mới đây, 38 bị cáo trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng của 19 bị hại đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh tuyên án. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 3 bị cáo Nguyễn Hoàng Sang, Lê Trường Thịnh,
cả hai cùng ngụ ở tỉnh Tây Ninh và Phan Trung ngụ ở thành phố Đà Nẵng 12 năm tù giam. Cùng với đó, tuyên phạt 33 bị cáo với mức từ 3 năm đến 9 năm tù giam, hai bị cáo mức án 3 năm tù cho hưởng án treo, thời hạn thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án. Theo cáo trạng, từ tháng 3 đến tháng 10 năm 2022, Nguyễn Hoàng Sang cùng các đồng phạm sang Campuchia làm việc cho công ty Trá Hình do 3 đối tượng người Trung Quốc làm chủ, trụ sở tại Campuchia. Công việc của các bị cáo là sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam thông qua các hình thức lập tài khoản trên trang thương mại điện tử để đặt đơn hàng. Sau khi tạo được lòng tin với bị hại, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển thêm tiền tạo mua đơn hàng ảo với số tiền lớn để được hưởng hoa hồng cao hơn. Nhiều bị hại đã chuyển thêm tiền thực hiện các nhiệm vụ đặt đơn hàng do các đối tượng đặt ra. Đến khi không còn khả năng chuyển thêm tiền thì các bị cáo chặn liên lạc, xóa liên lạc, chiếm đoạt tiền.